Buổi livestream diễn ra vào chiều ngày 14 tháng 11 tại khu du lịch Đại Nam ở phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Buổi giao lưu tập trung gần 1.000 người, trong đó nhiều người không đeo khẩu trang, đứng sát nhau, không đúng quy định phòng chống dịch COVID-19. Mặt khác, chủ đề buổi giao lưu là người thật, việc thật và sự thật, với nội dung công kích trực diện nghệ sĩ, nhà báo và những người từng lên án bà Hằng livestream xúc phạm cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tại chương trình giao lưu có những người tham dự, YouTuber, có lời lẽ nhục mạ báo chí. Cụ thể, một người tham gia nói báo chí của Cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng. Đối với các phát ngôn nhục mạ, công kích cá nhân, tập thể của bà Hằng và khách mời trong buổi livestream và phát trên mạng xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông đang cùng công an xác minh làm rõ. Riêng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cũng đang làm rõ việc thực hiện quy định phòng dịch của khu du lịch Đại Nam. Trước đó, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương đã cho phép các khu du lịch trong tỉnh được phép mở cửa hoạt động nhưng phải đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19. Riêng phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, nơi khu du lịch Đại Nam trú đóng thuộc vùng nguy cơ cấp độ 3, nguy cơ cao, tương đương với màu cam, nên đang yêu cầu cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19.